khi thế giới xôn xao và chúng ta cũng xôn xao với cái sự việc đang sôi nổi đá banh ở tại châu Âu, thì trong nguyên mạng phép chia sẻ với các quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến một sự xôn xao, nhiều người bàn tán xôn xao, đó là vấn đề Su-35 của Nga. Khi chúng ta nói về thiết bị vũ khí của Nga đó, thì đặc biệt là Su-35. Các quý vị biết là Nga đã từng khoe mẽ rằng là Su-35 của Nga là loại máy bay tuyệt vời, là loại máy bay vượt xa tất cả những loại bay của Mỹ, và Su-35 của Nga có thể còn tốt hơn F-35 của Hoa Kỳ, và cho rằng là Su-35 của Nga không thể nào bị bắn rơi vì Su-35 của Nga nó có đầy đủ thiết bị. Thứ nhất là nó tàng hình, thứ hai thì nó có như là không đối địa, địa đối không, vân vân và vân vân, và không đối không có thể nói là loại máy bay có thể làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, và nó có đủ khả năng ngăn chặn tất cả cuộc tấn công đến từ những hệ thống phòng không. Là loại máy bay mà Nga cho rằng là Nga đã bỏ nhiều công sức để mà chế tạo, và Nga cho rằng là loại máy bay này sẽ bán ra được dưới thị trường và nhiều người sẽ tranh đua với nhau để mà mua. Thì qua những cái sự quảng bá của Nga cách đây vài năm về trước, và Nga cho rằng là Su-35 của Nga là loại máy bay tuyệt vời, bất bại. Và tại sao cái tựa đề ngày hôm nay mà Nguyên chia sẻ là cuộc chiến tranh Ukraine nó sẽ là cái chấm hết cho Su-35. Vì sau 2 năm cuộc chiến thì những chiếc máy bay Su-35 của Nga đó, thì người ta đặt một cái câu hỏi là Nga có rất là nhiều Su-35. Và tại sao Su-35 của Nga đó không thấy bóng dáng ở đâu trên cuộc chiến trường hết? Người ta hỏi câu hỏi đó. Tại sao Nga không sử dụng Su-35 của mình để oanh tạc, tấn công ở Ukraine? Vậy Su-35 của Nga nó ở đâu? Lý do và đơn giản đó là bởi vì Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê cho biết đó, vào năm 2023 thì ít nhất là Nga đã bị 6 chiếc máy bay Su-35 đã bị bắn rơi. Ít nhất là 6 chiếc. Nga đã thử điều động 6 lần Su-35 vào trên lãnh thổ của Nga. Thì 6 lần thì Su-35 đều rơi hết. Từ lúc đó thì Nga đã thấy được là cái tàng hình của mình nó vô tác dụng. Cái tàng hình của mình nó không bảo vệ được. Dạ, lúc đó thì Nga mới biết rằng thì ra máy bay của mình tưởng tàng hình nhưng nó không. Nó không có tàng hình. Hệ thống radar của kẻ địch vẫn biết được. Và quả tiễn Patriot vẫn gượt kịp. Và máy bay chúng ta vẫn rơi. Sau khi Nga bị rơi 6 chiếc, thì từ lúc đó Nga lại e ngại hơn và Nga không có tấn công vào lãnh thổ của Ukraine nữa. Vào người ta tính thống kê cho biết vào đầu năm 2024 đến bây giờ thì Nga đã rơi thêm 2 chiếc nữa. 2 chiếc nữa là có nghĩa là trong vòng 1 năm mấy đã 8 chiếc máy bay Su-35 của Nga đã bị bắn hạ. Và từ lúc đó thì những cái quảng bá của Nga, những cái quảng cáo của Nga trong những năm vừa qua thì người ta đã thấy phơi bày một sự thật. Hiện bây giờ Nga đang gặp một cái tình trạng là những cái hợp đồng mà Nga đã ký với những quốc gia mua Su-35 bây giờ người ta không mua nữa. Người ta điện thoại lên, người ta nói anh Nga ơi, em chịu bồi thường cho anh. Em hủy cái hợp đồng, em bồi thường 10% cái hợp đồng nhé. Nhưng mà mạng phép em không mua Su-35 nữa rồi. Vì cái giá Su-35 nó rất là đắt đỏ. Cái giá Su-35 nó chỉ có thấp hơn Su-F-35 của Hoa Kỳ một chút xíu tiền thôi. Và bây giờ đầu tư một con số tiền khổng lồ với một cái hợp đồng với Nga và nhìn thấy cái kết quả trên chiến trường của Ukraine rồi thì thấy Su-35 nó vô dụng. Nó không hữu dụng. Nên là hiện bây giờ hàng loạt những cái quốc gia đồng minh của Nga đã từng ký hợp đồng quân sự điển hình giống như là Thổ Nhĩ Kỳ. Tới mức độ mà các quý vị biết là gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 40 F-16 mà không mua, bỏ đi cái hợp đồng Su-35 của Nga. Vì đơn giản là cái Su-35 của Nga đó nó không có công hiệu, vì đã thấy rõ được. Vì cái đầu tư một số tiền khổng lồ mà dễ bắn rơi như vậy thì không khác việc gì F-16 hết. Hay là loại những máy bay khác nó cũng giống nhau thôi. Nó sự khác biệt nó không có cái gì lớn. Nên là hiện bây giờ phải nói là người ta mới nói ngày hôm nay là cuộc chiến tranh Ukraine nó là một cái chấm hết cho Su-35 của Nga. Có nghĩa là từ nay sắp tới không ai mua Su-35 của Nga nữa. Nga có thể sản xuất để sử dụng ở tại đất nước của mình. Nhưng mà nếu mà chọn mua vũ khí thì người ta sẽ chọn mua những loại máy bay khác.
Nếu mà lưu máy bay rẻ thì người ta sẽ chọn mua những cái bay cũ giống như là F16. Còn nếu mà loại những máy bay mới thì người ta sẽ chọn những loại bay tân tiến hơn, giống như là F35 của Hoa Kỳ hay là Emirates của Pháp, Fatal của Pháp, vì người ta thấy rõ được là những cái vũ khí máy bay này nó còn tốt hơn của Nga rất nhiều. Thì chúng ta đã thấy rõ đây không phải là chỉ có một loại vũ khí đâu. Nguyên nghĩ là nếu các quý vị mà theo dõi diễn đàn thì các quý vị thấy là nhiều vũ khí của Nga lúc nào cũng là khoe mẽ là bất bại. Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy mà xác nó nằm ở trên chiến trường, nó gặp ngổn nghiêng, ngổn nghiêng khắp nơi cả. Chúng ta nói về nhìn mà kêu là xác ở trên chiến trường là quá trời. Nên là đây cũng có thể nói là một cái bản tin là khá là vui đó. Một sự chấm hết của Su-35, một sự huyền thoại của máy bay và thiết bị quân sự của Nga. Phải nói là nhờ cái cuộc chiến tranh Ukraine thì chúng ta mới thấy được là cái vũ khí của Nga nó quả thật, nó không hợp với thời đại và nó yếu kém. Và đây cũng ta nói rõ được là không phải đông, những cái số lượng đông có là nó hữu dụng các quý vị ha. Đây là bản tin đầu tiên cũng khá là lý thú với cái tựa đề mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Bản tin thứ hai, G7 đã muốn Nga bồi thường cho Ukraine với con số tiền ít nhất là 500 tỷ Mỹ kim. À cô chú anh chị em, 500 tỷ Mỹ kim. Nghe một con số cuồng khổng lồ đúng không? Sau cái buổi họp G7 vừa qua thì G7 đã đưa ra một cái kịch bản là sau khi kết thúc chiến tranh bằng hình thức này hay bằng hình thức khác. Có nghĩa là một là Nga đầu hàng, hai là hai bên ký kết hòa bình. Dù bất cứ là cái sự hình thức như thế nào thì Nga cũng phải bồi thường cho Ukraine ít nhất là 500 tỷ. Đây là những cái số tiền mà G7 họ đánh giá rằng là một cái sự thiệt hại mà do Nga đã làm cho Ukraine trong thời gian vừa qua. Và cái số tiền đó đối với Nguyên á, nó là con số tiền nó còn thấp. So với cái thiệt hại mà trong 2 năm mấy vừa qua mà Nga đã làm trên lãnh thổ của Ukraine đó, hiện bây giờ người ta đánh giá là gần 700 tỷ. Gần 700 tỷ. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì Nga đã tấn công rất là nhiều vào hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là hạ tầng năng lượng, điện lực và nước. Và nó làm dẫn đến cái sự tê liệt về vấn đề sản xuất của Ukraine và cái sự thiệt hại về kiến trúc mà do bom đạn của Nga trong những thành phố lớn cũng giống như thành phố Mariupol và nhiều thành phố khác. Nó đã dẫn đến cái sự thiệt hại nó lên gần tới 700 tỷ, gần tới 700 tỷ. Nhưng hiện bây giờ thì cái buổi họp vừa qua ở tại Italy, G7 đã đưa ra một cái văn bản cụ thể. Có nghĩa là sau khi mà cuộc chiến tranh đã kết thúc thì họ sẽ có một cái hồ sơ trình tự sẵn sàng. Họ không cần phải soạn cái tiền bồi thường nữa. Mà họ đã có cái quy định sẵn là từ 500 tỷ trở lên rồi. Có nghĩa là họ không cần phải bận tâm. Vì thực tế thì cuộc chiến tranh này nó không biết chừng nào nó chấm dứt. Cũng có thể 1-2 ngày, cũng có thể là nhiều năm. Và cái điều đó thì người ta chuẩn bị sẵn cái hồ sơ để cho Nga bồi thường 500 tỷ này kia. À, chắc là các vị hỏi Nguyên có đòi được không? Không dễ các quý vị, rất là khó. Các quý vị cũng biết là mượn, cho người ta mượn thì dễ mà đòi tiền lại khó lắm. Nên là bồi thường chiến tranh đòi nó không có dễ, nhưng mà ít ra thì G7 cũng đã chuẩn bị sẵn, G7 cũng đã chuẩn bị sẵn để cho một cái kịch bản khi cái cuộc kết thúc chiến tranh thì ít ra thì Ukraine cũng có được 500 tỷ để bồi thường lại, để cho Ukraine có đủ tiền để xây dựng lại đất nước. Những cái kiến trúc đã bị tiêu hủy với bom đạn của Nga sẽ được tu bổ trở lại và cũng có một cái nguồn vốn để cho Ukraine có thể khởi đầu lại cái nền kinh tế của mình. Nhưng mà muốn đòi 500 tỷ của Nga nó không phải dễ, nó hoàn toàn không dễ, nó hoàn toàn nó không có dễ. Vì chúng ta thấy trong lịch sử đó, nhiều quốc gia thua chiến tranh và họ quýt luôn, họ không trả, họ viện cái lý do này với lý do kia. Nên cũng là bởi vì như vậy nên là người ta đã đóng băng 300 tỷ của Nga để mà phòng hờ. Nếu không được 500 tỷ thì tài sản của Nga 300 tỷ thì người ta cũng có thể tịch thu lại. Cũng là một cái hợp lệ, hợp lý để người ta lấy tiền để cung cấp cho Ukraine. Nên là hiện bây giờ thì cái số tiền làm cho Putin không hài lòng cái điều này. Vì có nghĩa là kết quả như thế nào thì trong đầu của G7 là Putin cũng phải lỗ 500 tỷ. Đó là cái suy luận của người ta, kết quả chiến tranh như thế nào thì người ta không biết. Nhưng mà người ta nói trước sau gì thì người ta cũng phải đòi Putin chi ra 500 tỷ cho bằng được. Có thể nói là
trong mấy ngày gần đây thì Putin đã nhận rất là nhiều tin xấu về vấn đề tài chính. Các vị cũng biết là khi lúc đó Ukraine thì được sự giúp đỡ của G7 là được 50 tỷ, thêm 50 tỷ. G7 ứng ra trước cho Ukraine 50 tỷ cho năm 2024. Và những lệnh trừng phạt về kinh tế của Nga đang làm tê liệt cái thị trường cổ phiếu của Nga, phải đóng cửa khẩn cấp vì không thể nào trao đổi, vì không có sử dụng tiền đô và euro được. Khi lúc đó thì những cái tin xấu dồn dập về Nga nó càng ngày càng nhiều. Và đó là những cái vấn đề tài chính. Không biết các vị nghĩ là 500 tỷ ít hay nhiều? Theo các vị là bồi thường cho Ukraine 500 tỷ nó là một con số ít hay nhiều? Theo cái đánh giá của các quý vị đó, trong 2 năm mấy vừa qua thì cái cuộc chiến tranh này nó đã quá đẫm máu. Và các quý vị nào mà coi từ vệ tinh xuống đó, thì mình sẽ nhìn thấy rõ một cái điều là đất nước Ukraine nhiều thành phố là hoàn toàn bị thiêu hủy. Đối với Nguyên là quá ít. Đối với Nguyên quá ít. Vì cái thiệt hại mà Nga đã gieo cho Ukraine nó có nhiều hơn cái sự việc này. Nhưng mà G7 thì họ đánh giá khoảng đó thôi. Khoảng thôi. Và cái hồ sơ của họ đã trình bày và họ đã nộp lên cho tòa án quốc tế sẵn. Cái hồ sơ đó để cho một cái giai đoạn nào kết thúc chiến tranh đó, thì là họ sẽ lấy cái hồ sơ đó ra để mà họ đòi tiền nghe. Có nghĩa là họ làm luôn. Họ làm luôn cái hồ sơ để trình lên tòa án. Để mà giữ cái hồ sơ trong tay. Khi lúc mà chiến tranh kết thúc thì đem cái đó ra để mà thảo luận về vấn đề bồi thường. Đó là bản tin liên quan đến 500 tỷ của Nga phải bồi thường. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật ngày hôm nay là ngày cực kỳ là quan trọng. Đối với các quý vị thì ngày hôm nay thì coi đá banh là quan trọng nhất. Vì xôn xao đá banh từ sáng đến chiều và từ chiều đến tối. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở tại Thụy Sĩ là cái buổi họp, là cái ngày quyết định quan trọng về cái buổi họp hòa bình mà Nguyên tâm tình đó. Thì hiện bây giờ cả 100 quốc gia tham gia và 60 nguyên thủ quốc gia đã có sự dự. Và đây là cái ngày họp cuối cùng của họ. Trung Nguyên nhắc là cái buổi họp nó khởi đầu từ ngày 15 Tây và nó kết thúc là ngày 17 Tây. Nhưng cái ngày quan trọng đó nằm ở ngày 16 Tây, là ngày hôm nay nè. Thì ngày hôm nay á, cái buổi họp nó diễn biến ra. Thì đầu tiên nhất thì cho Nguyên chia sẻ các quý vị cái bài phát biểu của Tổng thống Macron. Tổng thống Macron. Tổng thống Pháp á, ông ta mới nói rằng á, cho tôi khẳng định một điều. Về cái vấn đề không thể chấp thuận được về vấn đề nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Cô bác nói là 1.200 tỷ là phù hợp. Cái số tiền đó thì nếu mà được như vậy thì là một cái điều tuyệt vời cho Ukraine. Nhưng mà đó là khó lắm. Thì cái bài phát biểu của Tổng thống Macron ông ta nói rằng là vấn đề mà nhượng đất đai để đổi lấy hòa bình là không thể chấp nhận. Trong Nguyên nhắc là cách đây trước khi cái buổi họp nó được diễn biến ra ngày 15 Tây. Thì trong ngày đó thì Putin đã đưa ra một cái kế hoạch. Đó là kêu Ukraine nhường lại 4 khu vực mà hiện bây giờ nằm trong cái quản lý của Nga và đổi lấy cái hòa bình. Đó là những gì mà Putin đã nêu lên. Putin nó muốn hòa bình thì dễ lắm. Bây giờ là 4 khu vực này chấp thuận là của tôi hết. Ký hòa bình, Putin sẽ sẵn sàng ký. Và cái phát biểu của Putin đã dẫn lên cái sự phẫn nộ của ông Olaf, có nghĩa là ông thủ tướng của Đức. Và bây giờ thì qua lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Tổng thống Pháp khẳng định là chúng tôi sẽ không bao giờ chấp thuận cái điều đó. Cái sự hòa bình nó phải dựa vào cái sự công bằng và tuân theo cái luật lệ của quốc tế. Và đặc biệt là cái sự hòa bình nó không được sự áp đặt hay là nhường lãnh thổ để đổi lấy bất cứ một sự hòa bình nào cả. Đây là lời của Tổng thống Pháp. Thì các quý vị biết là cỡ này Tổng thống Pháp, đất nước Pháp của Nguyên đang ở trong một cái giai đoạn mà chính trị rất là phức tạp. Phải nói là cực kỳ là phức tạp ở trong chính trị nội bộ. Và nhưng mà Tổng thống Pháp với Nguyên về lập trường với Nga đó, cỡ này thì ổng rất là mạnh. Cỡ này thì chắc là được vợ bồi bổ, ăn những cái đồ bổ, bây giờ gan to lắm, không sợ Nga nữa. Nên là những cái lời phát biểu của ổng á, về ngay trang cái buổi họp hòa bình á, đang rất là cứng rắn với Nga và kêu gọi sự đoàn kết nhất trí để chúng ta bảo vệ cái tự do chung, cái quyền lợi chung của châu Âu, và để không nhượng bộ và có thể nó là lùi bước với cái sự việc xâm lấn của đất nước Nga trong thời gian gần đây. Thì trong ấy nói là cái buổi họp này á, nó cũng dấy lên nhiều cái sự tranh cãi từ nhiều quốc gia với cái quan điểm chính trị khác nhau. Vì cũng có nhiều quốc gia thì họ cho rằng là cái buổi họp này á, nó thiếu cái phần giá trị bởi vì nó không có hiện diện của đất nước Nga.
và không có đất nước Nga thì làm sao đàm phán hòa bình. Không phải là một cái quan điểm này, không phải mình ơn những cái quốc gia thân Nga đâu. Bữa nay thì ông Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có nói điều đó, ông nói đáng tiếc rằng là chúng ta đàm phán hòa bình mà không có một cái người thứ ba, đó là cái người mà đang có liên quan trong cuộc chiến, thì cái sự đàm phán của chúng ta nó sẽ không đi về đâu. Nhưng mà Trung Nguyên phản biện cái điều này một chút xíu, vì đàm phán hòa bình nó không phải là một ngày một bữa. Đây là chỉ là một cái biện pháp, là người ta tìm ra được những cái biện pháp nào tốt nhất để có thể trong những ngày kế tiếp nó sẽ có những cái buổi họp kế tiếp. Đây là cái buổi họp mà do chính Thụy Sĩ là một cái quốc gia kêu là trung lập, họ tổ chức để họ nhận định được những cái ý kiến, những cái sự phát biểu của nhiều nguyên thủ quốc gia, và những các vị biết là nhiều bộ não thì chúng ta sẽ tìm ra những biện pháp. Thứ hai nữa, họ muốn cũng tìm hiểu được cái lập trường của thế giới, những nhà chính trị bây giờ họ muốn cái gì và họ đứng về phía ai, và họ tìm ra những biện pháp cụ thể như thế nào trong cái bối cảnh kinh tế và chính trị căng thẳng khắp nơi trên thế giới. Và tất nhiên là trong những ngày kế tiếp sẽ có những buổi họp khác đó. Thì cách đây không lâu thì các quý vị cũng biết đó, là phía bên Ukraine họ nói rồi đó, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp mới trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ mời tất cả những phía cạnh chính trị, cả luôn đất nước Nga sẽ được tham gia và cả luôn những quốc gia thân Nga cũng sẽ được mời, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề hòa bình. Và ngoài đó, ngoài cái vấn đề tìm ra những cái biện pháp để hòa bình cho Ukraine, nó có một cái điều quan trọng nữa, đó là vấn đề giúp đỡ. Vì các quý vị đến được một cái nơi như vậy đó, đông quốc gia như vậy, đông nguyên thủ quốc gia như vậy đó, thì Ukraine có một cái cơ hội là thuyết phục để cái sự giúp đỡ. Điển hình ngày hôm nay nha, Mỹ đã công bố, qua lời công bố của Mỹ, đó là bà phó tổng thống của Mỹ đó, Kamala Harris, thì bà đã công bố cái gói viện trợ cho Ukraine là 1.5 tỷ. Trong cái gói viện trợ 1.5 tỷ này thì phần lớn đó là vấn đề hạ tầng, khi hạ tầng của Ukraine đã bị tiêu hủy rất là nhiều, rồi với vấn đề của nhân đạo, đây là 1.5 tỷ. Thì Nguyên nói Mỹ khôn lắm các bạn, Nguyên thích là cái kiểu người Mỹ đó, người Mỹ họ thực tế lắm, họ cái gì họ cũng dùng tiền để mà giải quyết vấn đề, đặc biệt hơn nữa là họ biết cầu mồi, thì Mỹ cho thì người khác mới cho đó. Nên là trong cái buổi họp ngày hôm nay thì phía bên Mỹ họ đã công bố ra họ cho 1.5 tỷ. Mà họ không nói là cho vấn đề quân sự, họ nói cho vấn đề nhân đạo để cho người ta cho nhiều hơn. Vì nếu mà nói về quân sự đó thì sẽ có nhiều quốc gia e ngại, họ không muốn xích mích với Nga. Có quốc gia họ e ngại, họ không muốn xích mích với Nga thì họ sẽ không dám giúp. Nhưng mà nói về nhân đạo mà, ai cũng cho cũng được hết, mà làm từ thiện mà. Nên là Mỹ cầu mồi trước, Mỹ cho bữa nay 1.5 tỷ. Wow, 1.5 tỷ về vấn đề nhân đạo. Thì Nguyên nghĩ là Mỹ cho trước thì những quốc gia khác là cất bước theo sau, những quốc gia khác cất bước theo sau thôi. Nguyên nghĩ là không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ thấy nhận được rất là nhiều tin vui qua những quốc gia này cho. Đến mức độ mà ngày hôm nay đó, chính phủ Ba Lan họ nói một cái câu như thế này: tháng này là tháng của Ukraine. Ôi, mấy cái tháng này là tháng của Ukraine. Tại sao họ nói như vậy? G7 mới vừa xong, đúng không? Hiệp định hòa bình ở tại Thụy Sĩ. Sau là buổi họp Liên minh châu Âu sáp nhập Ukraine và NATO. Sau đó là buổi họp NATO. Nên là chính phủ Ba Lan á, họ nói: ơi mấy ông Ukraine, tháng là tháng của ổng. Mà cái gì cũng tiền bạc, yểm trợ, hợp đồng quân sự. Cho Nguyên nói là Ukraine ký hàng loạt hợp đồng quân sự, mới vừa ký với Mỹ, với Nhật Bản. Và Ukraine còn đang muốn ký với Ả Rập Saudi và nhiều quốc gia khác nữa. Nên là họ nói ui, tháng là tháng của Ukraine. Ukraine trúng mánh. Một tháng mà Ukraine trúng mánh. Thì các quý vị cũng biết là trong một cái bối cảnh như vậy nè, trong một cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rõ được là sự diễn biến ra ở trong cái tình hình thế giới, thì cuộc chiến tranh nó kéo dài, thì Putin đánh giá rằng là châu Âu, những cái quốc gia yểm trợ họ mệt,
và họ sẽ không giúp đỡ người khác. Nhưng mà các quý vị nó thấy nó khác biệt đúng không? Nó hoàn toàn nó không có. Ngược lại thì cái vấn đề yểm trợ cho Ukraine nó càng ngày nó càng nhiều. Và bây giờ thì những cái tổ chức và nói về Ukraine để đem lại cái quyền lợi cho Ukraine, bảo vệ Ukraine, thì nó đã diễn biến ra một cách rất là tốt đẹp. Và cái gói trợ cấp và hợp đồng quân sự mà Tổng thống Zelensky ký nó càng ngày nó càng nhiều. Thì đây cũng là một cái thông điệp gửi cho Putin rằng là cái sự đoàn kết của phương Tây nó không có tách rời, và phương Tây sẵn sàng đối đầu với Putin trong một con đường rất là dài. Buổi họp ở tại Thụy Sĩ thì nó có nhiều chi tiết khác mà Nguyên chưa có rõ. Nguyên chỉ biết là Tổng thống Zelensky đã gặp nguyên thủ quốc gia, cũng đã gặp những sự tranh cãi về vấn đề là tại sao không có mời Nga. Nên là sắp sửa tới đây sẽ có một cái buổi họp mới do chính Ukraine sẽ là người mời các bạn. Họ sẽ mời, và trong đó họ sẽ mời Trung Quốc. Ngày hôm nay thì Trung Quốc có lên tiếng, khi lúc đó Trung Quốc không đi dự mà Trung Quốc lại có lên tiếng. Nó ngộ là gì đó. Trung Quốc lại không dự mà Trung Quốc lại lên tiếng. Ngày hôm nay thì Trung Quốc đã có lên tiếng về cái vấn đề hiệp định hòa bình, và Trung Quốc đã có sự kêu gọi rằng là mong là giữa hai chính quyền Ukraine và Nga sẽ dành thời gian cho nhau để có một cái cuộc trực diện nói chuyện về vấn đề hòa bình. Thì cái điều này đó là cái điều mà ai cũng mong đợi hết. Ai cũng mong đợi hết các quý vị, để điều là sẽ có một cái sự nói chuyện của hai bên. Thì trong tương lai gần thôi, Nguyên nghĩ là phải vào tháng 8 sẽ có công bố chính thức cái buổi gặp mặt và tổ chức cái buổi hòa bình, và có sự hiện diện của tất cả đôi bên, và sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa giữa những cái thế lực yểm trợ Nga và những thế lực chống Nga như thế nào. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin cực kỳ sôi động của ngày hôm nay, để chúng ta biết là xu của Nga, nghe chữ xu của Nga bị tiêu hủy như thế nào. Ngày hôm nay thì cái bản tin này nó mới tiết lộ. Bản tin được công bố vào sự việc nó xảy ra vào thứ Sáu, có nghĩa là cách đây 2 ngày. Đó là phía bên lực lượng quân đội của Ukraine đã tấn công một quy mô lớn, Nguyên có cập nhật, tấn công gần cả 100 chiếc máy bay không người lái vào lãnh thổ của Nga. Và họ đã có những cái thành quả, bây giờ chúng ta mới biết được, là họ đã tấn công thành công vào cái căn cứ không quân của Nga ở tại khu vực Rostov, rất là sâu trong lãnh thổ. Và máy bay không người lái của Ukraine đã hoàn toàn tấn công chính xác vào hai mục tiêu chính, đó là Su-34 của Nga. Su-34 của Nga là loại máy bay thả bom, quý vị nhé, là loại máy bay thả bom, loại máy bay mà Nga sử dụng nhiều trên cuộc chiến để mà có thể thả bom từ xa, đặc biệt là thả những cái quả tiễn hay là mấy bom lượng đó. Thì ngày hôm nay thì công bố chính thức thì ít nhất là 2 chiếc máy bay Su-34 của Nga đã bị thiệt hại qua cuộc tấn công của Ukraine vào bữa thứ Sáu vừa qua. Đó. Bây giờ máy bay của Nga đậu ở đâu nó cũng không có an toàn. Cách đây không lâu thì các quý vị cũng biết là 2 chiếc máy bay Su-57 của Nga đậu ở tại căn cứ. Đúng không? Căn cứ không quân ở tại đảo Crimea hoàn toàn đã bị tiêu hủy bình địa. Với tổng cộng 3.600, người ta tính đạn dược, máy bay không người lái và quả tiễn tới 3.600 tấn công vào căn cứ. Và căn cứ không quân ở tại đảo Crimea hoàn toàn không còn tồn tại. Và bây giờ thì chúng ta nhận một bản tin nữa. Căn cứ không quân của Nga đã bị thiệt hại 2 chiếc máy bay Su-34. Để cho các quý vị thấy rõ được là cuộc chiến tranh này nó đã bắt đầu thay đổi cái sắc màu. Và cái sự thiệt hại của Nga đó, nó càng ngày nó càng nhiều. Nó càng ngày nó càng nhiều. Và chúng ta thấy rõ được là xu của Nga nó không có cái giá trị, và đậu không không sao. Vì cái bảo vệ của Nga không đủ. Vì hiện bây giờ đó, Nga điều động hệ thống phòng không lên chiến trường để bảo vệ binh sĩ, bảo vệ thiết bị trên mặt trận chiến trường. Thì ở hậu cần bảo vệ nó không có gì để bảo vệ hết. Chỉ cần một chiếc máy bay không người lái có thể bay vào trong là xong. Hệ thống phòng không và radar của Nga không có tác động, vì Nga không đủ hệ thống để bảo vệ. Đó là trong thời gian gần đây, trong vòng một tuần,
Trong nguyên thống kê trong vòng một tuần là 3 căn cứ không quân của Nga đã bị tấn công. Mà Nga không đỡ được cái gì hết. Ba căn cứ không quân của Nga ở sâu trong lãnh thổ đã bị tấn công. Một cái nhiều khi cả ngàn cây số, 600 cây số, 500 cây số, 400 cây số mà Nga đã bị thiệt hại. Và ngày hôm nay thêm một sự việc, Su-34 của Nga cũng đã bị tiêu hủy, ít nhất là 2 chiếc. Và đó là những cái gì mà chúng ta đã thấy rõ được là cái cuộc chiến tranh bây giờ Nga phải đối đầu với một sự việc khác. Ngày xưa Nga không cần phải phòng thủ, Nga không cần phải e ngại. Nhưng mà Nguyên đặt ra một cái giả thuyết. Với vũ khí của Ukraine ít đổi như vậy, Ukraine còn đủ khả năng tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Nếu Nga đối đầu với Nga NATO thì Nga lấy cái gì mà bảo vệ? Nga lúc nào cũng khoe mẽ là vũ khí hạt nhân. Mà vũ khí hạt nhân phải bắn trúng người ta mới được chứ. Anh nói vũ khí hạt nhân thì đúng, anh có vũ khí hạt nhân đó. Nhưng anh bắn trúng người ta mới được, đúng không? Khi người đó hệ thống phòng không của người ta tốt, người ta bảo vệ được. Khi bây giờ anh cạn kiệt hệ thống phòng không, khi người ta bắn trúng anh rồi, anh lấy cái gì mà anh đỡ? Anh đánh đầu với Ukraine thôi mà anh còn đỡ không được. Anh đối đầu với một quốc gia nhỏ, một cái quốc gia phải cần cái nguồn cung cấp của người khác mà anh đánh còn không lợi. Nếu anh đánh với 32 thành viên thì anh lấy cái gì để anh bảo vệ? Để chúng ta thấy rõ được là Nga không còn đủ khả năng để bảo vệ những trụ sở quan trọng ở trong sâu trong đất nước. Và những cái nơi phóng hỏa tiễn của Nga cũng có thể bị tiêu hủy bất cứ lúc nào. Những cái nơi phóng hạt nhân hỏa tiễn của Nga có thể bị tiêu hủy bất cứ lúc nào, khi người ta đánh giá là tình trạng nguy kịch. Đó là cái điều đánh giá cá nhân của Nguyên. Khi mình thấy được những thời gian gần đây thì sâu trên lãnh thổ của Nga nó bị thiệt hại nặng nề. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em sự khiêu khích của Nga tiếp tục, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Ngày hôm qua thì chính phủ của Phần Lan đã tiết lộ chúng ta biết là một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm vào không phận của Phần Lan. Và đây là những cái điều mà khiêu khích thời gian đây. Thường xuyên Phần Lan bữa nay là Thụy Điển, hai quốc gia ở miền Bắc cặp biên giới của Nga đang gặp cái tình trạng là Nga thường xuyên dùng máy bay phi cơ chiến đấu rồi bay qua cái không phận. Cái chiêu bài này là Nga bắt chước từ đâu vậy? Bắt chước từ Trung Quốc. Nga bắt chước từ Trung Quốc. Nga đang học cái chiêu bài giống như là cái đảo Đài Loan. Cứ lâu lâu cứ bay vào không phận, lâu lâu cứ bay vào không phận. Tất nhiên là Nga không dám làm quy mô lớn giống như là Trung Quốc làm cho Đài Loan. Nga chỉ làm trong cái quy mô nhỏ. Nhưng mà cái chiêu bài đó là ăn cắp mô hình y hệt của Trung Quốc. Ăn cắp mô hình y hệt của Trung Quốc. Nó không có cái gì khác biệt gì hết các quý vị. Nó không có khác biệt gì cả. Nên là chúng ta thấy rõ được là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy á. Trong cái sự việc mà diễn biến ra như vậy á, là Nguyên thấy rất là rõ ràng là Nga bắt đầu ăn cắp cái mô hình đó và cứ lặp đi lặp lại. Và cái điều đó nó có thể xảy ra một tai nạn. Sự khiêu khích của Nga chỉ có nói là bây giờ biên giới đó, người ta rất là căng thẳng. Ở biên giới miền Bắc, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển, họ rất là căng thẳng với Nga trong thời gian gần đây. Và những cái điều mà khiêu khích đó nó dễ xảy ra một tai nạn và xung đột trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin nho nhỏ về vấn đề khiêu khích mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em, để cho các vị biết là Nga vẫn tiếp tục khiêu khích ở khu vực miền Bắc và muốn tìm ra một cái cuộc xung đột để cho NATO bận tâm nhiều hơn ở khu vực miền Bắc mà để ít chú tâm vào khu vực Ukraine. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em bản tin kế tiếp để chúng ta biết được là những ngày kế tiếp đây nó sẽ có diễn biến như thế nào. Ngày hôm nay thì Liên minh châu Âu đã công bố cái ngày cụ thể để mà mở ra để và nói vấn đề Ukraine sáp nhập vào Liên minh châu Âu. Bữa nay thì Nguyên biết cái ngày chính xác. Cách đây 1-2 ngày thì bà chủ tịch Liên minh châu Âu, đó là bà Ursula von der Leyen đó, bà đã chia sẻ rằng là hồ sơ mà Ukraine đã nộp để được sáp nhập vào châu Âu nó đã hoàn chỉnh và chúng ta sẽ mở cái hồ sơ đó và chúng ta thảo luận. Thì bà chủ tịch Liên minh châu Âu đã cho một ngày hôm nay, đó sẽ tổ chức vào ngày 25 và ngày 26 tây. Phần lớn vấn đề của châu Âu nó sẽ diễn biến ra ở thành đất nước Bỉ, thường là Bỉ hay là Luxembourg, hai cái quốc gia mà thường xuyên người ta tổ chức.
mà Nguyên nghĩ là đợt này sẽ tổ chức ở Mỹ và sẽ diễn biến ra là ngày 25 và ngày 26 Tây. Mở cái hồ sơ của hai quốc gia đó là Ukraine và Moldova để mà trình bày và để bỏ phiếu Ukraine có quyền sáp nhập vào Liên minh châu Âu hay không, hay là cái thời gian nào Ukraine có thể được sáp nhập. Thì đây là một cái điều mà nó cực kỳ là quan trọng cho Ukraine. Thì đối với Ukraine là một cái điều cần thiết. Nếu mà được sáp nhập thì càng tốt. Nếu không được sáp nhập thì ít ra cái vấn đề của mình được người ta bàn thảo và được cái sự giúp đỡ nhiều hơn. Và mình cũng biết được cái thời gian trong tương lai mình có thể sáp nhập. Đó là cuối tháng này nó sẽ diễn biến ra cái buổi họp Liên minh châu Âu cũng nói về đề tài cử khanh. Ngày hôm nay chúng ta có cái ngày chính thức là ngày 25 và ngày 26 Tây. Tháng 6 ngày các cô chú và anh chị em. Và bây giờ một bản tin cực kỳ là hot của chương trình của ngày hôm nay mà Nguyên cũng chia sẻ với các quý vị, đó là khi Thụy Sĩ đó, tại Thụy Sĩ đang tổ chức ra cái hiệp định hòa bình cho Ukraine, thì tờ báo New York Times của Hoa Kỳ đã tiết lộ một bản tin mật và cho rằng là giữa Nga và Ukraine đã từng có sự thỏa thuận hòa bình khi lúc đó cái sự hiện diện của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái hồ sơ mật của hai quốc gia nó được rò rỉ ra bên ngoài. Và ngày hôm nay trên tờ báo New York Times là tờ báo của Hoa Kỳ đã tiết lộ cái văn bản cụ thể của hai quốc gia đã thỏa thuận. Lý do mà dẫn đến Ukraine và Nga không ký cam kết vì bởi vì trong cái hợp đồng thỏa thuận nó làm cho nhiều vấn đề mà Ukraine không thể chấp nhận được. Đây là một cái bản báo cáo trong một cái giai đoạn khá là nhạy cảm. Thì Nguyên không biết tại sao mà New York Times họ đưa. Tờ báo New York Times họ công bố rằng là họ đã nhận cái hồ sơ mật này từ lâu. Nhưng là bởi vì nhiều vấn đề họ không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Hiện bây giờ thì họ mới tiết lộ ra cho chúng ta biết mà thôi. Họ tiết lộ cho chúng ta biết mà thôi. Chứ mà họ không có tiết lộ sớm. Thì đối với Nguyên, Nguyên không cần đọc cái hồ sơ mật. Nguyên cũng biết là lý do tại sao mà Ukraine á, họ không chấp nhận. Vì trong cái trong những ngày đầu cuộc chiến, Nga họ có những cái nhu cầu sau đây. Thứ nhất là cái khu vực Donbass là cái khu vực phải độc lập hay là của Nga. Ukraine không được quyền lấy lại. Là cái khu vực Donetsk và Lugansk, hai khu vực ly khai từ năm 2014. Thứ hai, đảo Crimea là của Nga. Ukraine không được quyền lấy lại. Thứ ba, Ukraine không được quyền sáp nhập vào những cái tổ chức lớn cũng giống như là NATO, châu Âu. Ukraine phải đứng độc lập. Thứ tư, Ukraine không được quyền có những vũ khí hàng nặng. Và những cái nhu cầu đó, trong thời điểm đó, Nga sẽ sẵn sàng ký hòa bình. Nhưng mà ai ngu dại gì ký cái hợp đồng đó? Trong Nguyên nói trên thế giới này, khi các đơn vị không có vũ khí, có nghĩa là các đơn vị đã bỏ tay chịu trói. Ai tuân theo cái hợp đồng? Trong Nguyên nói với các đơn vị là Nga đã từng ký hợp đồng với Ukraine từ năm 2014 đó. Rồi Nga có giữ lời hứa không? Và cho Nguyên nhắc lại, lúc mà Liên Xô sụp đổ, Nga đã dụ Ukraine là chuyển sang vũ khí hạt nhân cho Nga. Mà cái lỗi không phải là lỗi mình ơn Ukraine không, là do mấy ông Mỹ cũng vậy. Dụ dỗ Ukraine, Mỹ, châu Âu. Ngày xưa mấy ông Mỹ châu Âu, ông nói có nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân quá, phức tạp, kiểm duyệt khó. Ông Mỹ, ông châu Âu, ông Nga mới dụ Ukraine rằng, Ukraine đây, mày chuyển sang vũ khí hạt nhân cho tao đi. Đất nước mày nghèo, mày giữ vũ khí hạt nhân, mày phải bảo trì. Mày chuyển sang đi, tao bảo vệ mày. Mai mốt thằng nào nó quýnh mày là tao vô, tao can thiệp. Lúc mà mới Liên Xô sụp đổ đó, là Nga đã chơi cái chiêu bài đó. Ukraine lúc đó khờ dại cái vậy, thấy ok, có vũ khí hạt nhân thì cũng nguy hiểm cho đất nước, rồi phải bảo trì. Bây giờ có nhiều người cam kết, lúc ông Mỹ mới, mày mà gỡ vũ khí hạt nhân cho Nga, tao yểm trợ kinh tế cho mày. Nghe lời xúi dục, đem vũ khí hạt nhân. Trong Nguyên nói cái đầu đạn hạt nhân của Ukraine với Nga thời điểm đó là tương đương, gần tương đương. Nga là có khoảng 55 đầu đạn, 55%, còn Ukraine là 45% đầu đạn hạt nhân đó. Cái số lượng mới nhiều như vậy đó, mới chuyển sang cho Nga hết. Rồi sao? Vài năm sau, quýnh vui Khanh liền. Quýnh vui Khanh lấy cái đảo Crimea đó, với cái khu vực Đông Bắc ly khai đó, năm 2014 đó.
rồi mới ký hòa bình đó. Như bà Thủ tướng của Đức, bà Thủ tướng của Đức, Chánh phủ của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, Tổng thống Pháp, hiệp định hòa bình đó, từ nay sắp tới chúng ta sống yên ổn hòa bình mà không đánh chiến tranh nữa. Putin ký chứ ấy. Putin chính là người ký. Rồi năm 2022, ổng có tuân theo lời hứa đâu. Trời ơi, chấm chị mà cứ tin theo cái tờ giấy là xong rồi. Các quý vị phải nhớ là những cái người họ biết giữ chữ tín thì cái lời hứa nó mới có giá trị. Giữ chữ tín, lời hứa nó mới có giá trị. Mà nếu không giữ chữ tín thì cái lời hứa nó chẳng có là cái giá trị gì hết. Mà bây giờ kêu là anh buông bỏ vũ khí đi, đừng có vũ khí hạng nặng, tôi với anh ký hòa bình. Mà ký hòa bình rồi vài năm sau nó quýnh cha mẹ nhận không ra, lúc đó không có vũ khí để mà đỡ. Lúc đó không có vũ khí để mà đỡ. Nên là Ukraine họ học hai bài học đớn đau rồi. Họ đã học hai bài học đớn đau trong lịch sử rồi, họ sợ lắm. Nên là bây giờ kêu họ là giải tán lực lượng quân đội, giảm bớt vũ khí hạng nặng, rồi không sáp nhập vào một cái tổ chức nào hết để bảo vệ mình. Thì làm sao họ tin được nữa? Làm lấy cái gì mà tin được nữa? Tôi bị dụ hai lần thôi. Đâu phải dụ một lần, bị hai lần thôi. Lường gạt hai lần thôi chứ. Làm sao mà lường gạt lần thứ ba được? Đó là cái điều, đó là cái điều mà cái hợp đồng, tại sao cái hợp đồng giữa New York Times nó công bố lên là giữa Ukraine và Nga nó không được diễn biến ra và không có hòa bình, là do cái sự tham lam của Putin và do những cái sự quyết định của Putin nó quá kỳ lạ, người ta không thể chấp nhận được. Đó là bản tin liên quan đến tờ báo New York Times ngày hôm nay, nó chia sẻ khá là rầm rộ và nhiều người chú ý. Chắc các vị cũng biết là Việt Nam của mình á, bề mặt á, thì nói trung lập. Mấy bác Việt Nam mình bề mặt á, chính phủ Việt Nam lúc nào cũng nói trung lập. Cuộc chiến tranh này chúng tôi không có xen vào. Nhưng mà nó thật trong tâm can, trong trí óc là ủng hộ Nga. Ủng hộ Nga hết mình. Ủng hộ Nga. Mấy bác Red Bull là ủng hộ Nga. Nhưng mà cái điều đó là cái điều đáng buồn nhất các vị. Mình ủng hộ kẻ xâm lược. Rồi một ngày nào đó người khác xâm lược mình thì mình đi than vang với ai? Một ngày nào đó một cái quốc gia nào đó nó cường mạnh hơn mình, không ai xa lạ mà nó ông Trung Quốc đi, một ngày ông trở mặt với mình, ông quýnh mình, rồi mình đi than với ai? Rồi mình nói cái gì? Ai giúp đỡ mình? Người ta sẽ nói một câu là ô, ngày xưa mày ủng hộ cái xâm lược mà, cái này là quả báo thôi, mày trồng cái gì thì mày ăn quả đó thôi. Mày trồng cái gì thì mày ăn quả đó thôi. Phải chăng cái cuộc chiến tranh này á, nó không có một cái sự chính nghĩa? Cái này nó thấy quá rõ mà. Putin đang xâm lược đất nước người ta. Putin đang cướp đất. Mà Red Bull lại ủng hộ kẻ cướp tới khối. Nên tại sao người ta nói câu đồng loại ủng hộ lẫn nhau? Mấy câu nói thì cảm giác nó đau đúng không? Mấy bác Red Bull nhảy đồng đỏng lên. Nhưng mà chỉ có như vậy các quý vị cùng quan điểm thì các quý vị mới ủng hộ được. Còn nếu mà chúng ta mà có một cái lý tưởng chính trị và chúng ta nhìn cái vấn đề nó bất công trên xã hội, những cái điều nó không đúng, là chúng ta một là chúng ta nhát gan, là chúng ta ơi tôi không biết gì hết, tôi không có can thiệp vào, tôi sẽ không lên tiếng, ok, vì tôi không muốn phiền phức, tôi không binh vực, tôi không phiền phức, tôi sợ. Nhưng cái này là chúng ta nguyên thấy rõ là bác Red Bull là nghiêng về phía Nga, nghiêng về đại đế Putin quá rõ, và báo chí của Việt Nam cũng nghiêng về Nga quá rõ. Nguyên thấy là tất cả bản tin nào của Nga có lợi cho Nga là Việt Nam đăng hết. Cái gì xấu cho Ukraine là Việt Nam đăng hết. Cái gì xấu cho Mỹ là Việt Nam đăng hết. Nhưng mà ngược lại cái gì xấu của Nga thì Việt Nam che lấp hết. Không bao giờ có. Việt Nam sẽ tìm đủ cái biện pháp để đưa những bản tin tốt đẹp cho Nga cả. Bản tin về Ukraine và Nga thì cũng còn có nhiều nha. Sắp sửa tới đây thì các quý vị cũng biết là Putin sẽ ghé thăm Việt Nam. Và bữa nay thì Bắc Trọng đã không còn lặng nữa. Bắc Trọng đã trồi lên rồi. Đã có cái lời phát biểu liên quan đến Putin ghé thăm Việt Nam. Nói về vấn đề giữa Việt Nam và Nga, xin lỗi. Bắc Trọng đã trồi lên rồi. Bữa nay là nghe có bóng dáng của Bắc Trọng. Bắc Trọng lặng rồi. Bữa nay Bắc Lặng cũng lặng nữa. Và có nghĩa là sắp sửa tới đây thì cái sự việc giữa Nga và Việt Nam sẽ có những cái cuộc gặp mặt, gặp gỡ, và cũng có thể là chính là Bắc Trọng là người đích thân sẽ đón người Putin. Hiện bây giờ thì chưa có rõ lắm, nên là Trung Nguyên mạng phép không có nói nhiều về vấn đề này. Chừng nào khi Nguyên được thông tin cụ thể
về những chi tiết chính xác về cái chuyến đi của Putin ghé Việt Nam ngày mấy, ai sẽ là người đón tiếp và cái cuộc gặp mặt nó như thế nào, thì Nguyên sẽ trình bày cho các quý vị rõ hơn. Nhưng bữa nay thì giữa Nga và Việt Nam chúng ta có một cái sự ban giao sinh nhật 30 năm. Wow, sinh nhật 30 năm. Và Bác Trọng đã có cái cuộc đàm thoại, nói chuyện với Putin. Bác Tô Lâm cũng có nói, rồi Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có nói, nói về cái sự ban giao tốt đẹp của hai quốc gia tuyệt vời. Đây là một cái sự kỳ tích của hai quốc gia tuy xa nhưng mà gần, nhưng tuy gần nhưng mà xa đó. Thì nó nói chúng ta biết là sắp sửa đây thì Putin sẽ có chuyến đi Bắc Hàn và Việt Nam. Thì chưa biết rõ nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi sát sao theo trong những ngày kế tiếp. Nhưng nói chung các người biết là cái sự bận tâm của chính phủ Việt Nam với Nga nó không hề thua kém. Tuy rằng Nga đang ở trong một cái giai đoạn khá là lùm xùm và nhiều người đang lo lắng, nhưng Việt Nam chúng ta thì vẫn yêu mến và trung thành, không có gì thay đổi.